thuyền ra khơi chắc gì không gặp bão, sống ở đời có khổ mới thành công. Nhưng anh em ơi, em khổ suốt rồi, khổ từ năm Covid đến năm hết Covid đến bây giờ tiếp tục xe lại ấy, hết xăng tăng, điện tăng, nước tăng, rồi là đăng kiểm khó. Bây giờ hết đăng kiểm khó thì xe lại tiếp tục ế, suy thoái kinh tế. Mà cũng không hiểu tại sao đợt này thùng kín bán chạy lắm nhá. Cái ngày xưa tầm chắc cả năm bán được con thùng kín, bây giờ thùng kín bán còn chạy hơn cả thùng bạc. Ngày xưa nhắc đến thùng kín là đã sợ không dám mua ấy. Bây giờ cứ thùng kín K2007 là không có hàng để mà mua nữa. Nhưng quan trọng thùng kín là nó phải đẹp, nó phải có cửa lách anh em ạ. Đây, con K2724 thùng kín này. Còn đây là các bác ở Ninh Bình đang hội ý tí để xem có quyết con K125 tải 1,25 tấn đủ thùng kín này không. Thì tranh thủ báo giá luôn với anh em những mẫu thùng kín mới về salon đặt xe tải. Em này đời 2012 giá 172 củ có bớt. Em này đời 2014 giá 205, lai chỉ bán 195 có bớt. Em này đời 2010 đang báo là 150 có bớt. Em này là K190 1,9 tấn 2016 230 có bớt mạnh. Các đại ca tiếp tục nghiên cứu. Mình cái toàn là xe là không đâm đụng được rồi. Có được các biết được không? Vâng. Sắt xi là ba. Vâng. Đấy còn những cái số mục số anh Thuận. Đấy sang tên đổi chủ được. Được cái đấy không đã được. Với từng con, ví dụ con 17 K125 kia là máy zin, không đâm va, sắt xi nguyên bản. Số không số máy rõ ràng. Đấy cam kết với anh. Thế đấy là nó ốp phải hai nốt dự phòng anh em cứ gắn vào đấy rồi anh em mình bán giá. Đấy thì mình mua được cái giá 175. Vâng. Đấy anh cứ giả. Đấy anh cứ giả như thế, xong em bảo là bây giờ nếu mà bác cái chỗ nào có con nào bán như thế thì bác lại hỏi em. Đấy. Có con nào bán như thế nữa thì bác lại bảo em. Anh có con nào anh lại bảo em. Đấy. Mà nếu mà được mua được cái giá đấy thì em lại biếu bác tầm 5 triệu. Đấy, cho ba bác mỗi bác 1,5 triệu. Đấy, ok chưa? Thế là đẹp chưa? Mà con xe đi mà cả 30-40 triệu thì bác sao bớt xe 45 triệu thì có nhiều đâu. Anh cứ tham khảo thêm đi, nắm được cái giá thì nó dễ hơn. 175 cổ mà các chú bảo là 201. Vâng. Đầu có 45 triệu, chú bảo 15 triệu em báo. Tùng 215 triệu. Nhưng mà chú bảo bớt thì 45 triệu, chú tính lại cho anh có 4. Vâng. À ừ, hôm nay có 40 triệu, chết. Vâng. Nhưng mà giả 170 triệu của em 215. 175 cổ. Vâng. Có bằng này anh em ở đây có vẻ không thì chú kê nói chuyện. Thế thì bây giờ anh bảo thì ví dụ như anh tính như thế thì một con xe là em phải lãi tầm anh không biết ra nhiều nãy đấy là việc đi buôn của các chú. Nhưng mà cái giá đưa ra đó. Vâng đi, em bảo anh đấy là quyền của anh. Vâng, anh đưa anh là người đi mua thì anh có quyền trả giá. Nó luôn là như mua có bây giờ phải cách giả. Chứ biết bán kiểu gì, bán nói cả với anh em là anh em tớ từ đường xa đây khoảng 200 cây. Vâng. Vâng. Em lại hỏi đến đây mà em lại hỏi như thế này này. Em bảo như thế này này. Mua dành nhiều thời gian đi cũng vâng. Cả mấy trăm cây. Đúng rồi. Em đặt luôn là được cái giá nào bán không thì thôi. Đấy anh bảo không anh bảo em hỏi như thế này này, xe báo giá thì bọn em có giá còn bác đến mà con cứ giả bớt khoảng độ tầm 40 với 30 một con ấy thì thực ra anh là không mua được con nào cả, anh cứ nói luôn chẳng mua được con nào ở đây cả. Anh cứ bớt kể cả xe to anh cứ bớt 40 với 30 chẳng con nào luôn. Anh bây giờ anh bảo là ví dụ em đến thì anh em mua xe em bớt một phát 40 con thì anh cứ bán rồi. Nếu như mà anh nói cao anh vẫn bán. Vâng đấy cho nên là em hiểu anh chưa nắm được cái giá thôi, anh cứ tham khảo thêm các nơi để nắm được cái giá chung rồi anh sẽ đi trả cái giá nó sát hơn chứ bây giờ. Đúng rồi. Có thể là lần này anh không mua được của các em nhưng mà ok anh nhé. Dạ dạ. Ok anh. Không phải vì anh em mình đến với nhau mua bán ấy thì nó phải có duyên. Đúng rồi. Niềm nở vui vẻ anh em mình. Rồi. Nếu như mà giao lưu được cũng vui vẻ mà không cũng vui vẻ. Ok anh. Bởi vì bản thân anh cũng là người kinh doanh đấy, cũng không phải là những người bình thường nông dân bình thường mà mình không biết. Các em làm từ kinh doanh như này thì các em khó hiểu đúng không? Đúng rồi. Xin chào các bác và không hẹn gặp lại. Anh có giảm em 20 triệu nữa cũng không vào việc rồi. Em ở dưới 200 em không bán đâu mà. Ok, thưa chị anh.